Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Thổ phục linh, lọc máu, giải độc. Thổ phục linh là loài cây mọc hoang rất phổ biến ở khắp các vùng rừng núi nước ta. Đây là một loại vị thuốc mà các ông lang, bà mế, người dân tộc vùng cao rất hay sử dụng. Thổ phục linh có tên gọi khác là khúc khắc, khâu đâu, dây chắt, dây khum, đồng bào người Dao thường gọi là mọt, hoi giòi, dân tộc Tày gọi là cẩu ngô lực. Thổ phục linh là một loại dây leo sống lâu năm, dài từ 4 đến 5 mét, có thể dài tới 10 mét. Có nhiều cành nhỏ, gầy, không gai, thường có tua cuốn dài. Lá mọc so le, hình trái xoan thuôn, phía dưới tròn, dài khoảng 13 cm, rộng 3 đến 7 cm, chắc cứng, hơi mỏng, có 3 gân nhỏ từ gốc và nhiều gân con. Hoa mọc thành từng tán, chừng 20 đến 30 hoa, cuống chung chỉ ngắn chừng 2 mm, cuống riêng dài hơn chừng 10 mm. Quả mọng hình cầu, đường kính từ 6 đến 7 mm. Hình có 3 cạnh và có 3 hạt. Vị thuốc thổ phục linh là thân dễ phơi khô, sấy khô có thể thu hoạch quanh năm nhưng tốt nhất là vào thu đông. Thổ phục linh là một vị thuốc dùng được cả trong đông y và tây y. Trong dân gian, thổ phục linh thường được dùng để tẩy độc cơ thể, bổ dạ dày, khỏe gân cốt, làm cho da mồ hôi, chữa đau khớp xương. Theo đông y, thổ phục linh có vị ngọt, nhạt, tính bình, có tác dụng vào hai kinh can và vị, có tác dụng đào thải các chất cặn bã và giải độc, dùng chữa phong thấp, đau xương, là ngứa ngoài da, ung thủng, ung nhọt, sưng, giải độc và giải độc do thủy ngân. Liều dùng hàng ngày từ 10 đến 20g dưới dạng thuốc sắc, có khi dùng liều cao hơn. Dưới đây là một số ứng dụng của cây thuốc. Chữa bệnh tẩy lến, thổ phục linh 40 đến 80g hạ khô thảo hay còn gọi là cây cải trời 80 đến 120g. Cả hai vị sắc kỹ với nước chia làm 3 hoặc 4 lần uống trong ngày. Thời gian điều trị trung bình khoảng 79 ngày, ngắn nhất là 23 ngày, dài nhất là 118 ngày. Bài thuốc trên dựa theo những trong sách, những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam. Chữa phong thấp, gân, xương đau nhức, tê buốt, thổ phục linh 20g cốt toái bổ hay còn gọi là tắc kè đá, cây tổ rồng 10g, thiên niên kiện 8g, đương quy 8g, bạch chỉ 6g, sắc với nước chia làm 2-3 lần uống trong ngày. Bài thuốc này theo kinh nghiệm của dân gian Việt Nam. Thổ phục linh 50g, gọt vỏ, thái nhỏ, thịt lợn 100g, cả hai thứ hầm kỹ chia làm 2-3 lần ăn trong ngày. Chữa bệnh răng mai, thổ phục linh 40g, hà thủ ô 16g, vỏ lúc lác 16g, ké đầu ngựa hay còn gọi là thương nhĩ tử 10g, gai bồ kết, thiên tồn tính 8g, sắc nước uống. Kinh nghiệm của dân gian Việt Nam. Thổ phục linh 60g, ké đầu ngựa 15g, bạch tiên bì 15g, cam thảo 5g, sắc uống mỗi ngày 1 thang liên tục trong 30 ngày. Thổ phục linh chữa ung nhọt, hạch độc lở loét do vi trùng răng mai, mai độc. Bài thuốc như sau: thổ phục linh 60g, kim ngân hoa 15g, bồ công anh 15g, rau sam hay còn gọi là mã xỉ diện 20g, cam thảo 5g, sắc uống mỗi ngày 1 thang liên tục trong nhiều ngày. Bài thuốc này còn có tác dụng tốt với đối với trẻ bị nhiệt miệng, lở loét do răng mai di truyền. Thổ phục linh chữa trị chứng nổi hạch hai bên âm hộ, đau nhức lúc nóng lúc rét. Bài thuốc như sau: thổ phục linh, rễ quýt rừng, rễ cây bươm bướm, mỗi thứ 20g, cùng sắc uống. Chữa viêm da, thổ phục linh 30g, dây kim ngân hay còn gọi là nhẫn đông đằng 20g, ké đầu ngựa 15g,
sắc nước uống hàng ngày. Chị loa lịch. Thổ phục linh tán thành bột mịn 20g, gạo tẻ 50g nấu cháo ăn hàng ngày. Cũng có thể dùng 30g thổ phục linh sắc nước uống hàng ngày. Loa lịch hay còn gọi là lịch tử cảnh, cảnh bệnh. Thử xương là trứng kết hạch ở cổ, loại nhỏ là gọi là loa, to gọi là lịch. Thường phát ra ở cổ, trước hoặc sau tai, có khi lan dưới hàm hoặc dưới lách, hình dạng lổn nhổn như hạt châu. Thoạt tiên chỉ có vài mụn nhỏ như hạt đậu, dần dần số mụn tăng lên, kết tụ lại thành những hạch lớn hơn, lúc đầu da khô. Lúc đầu da không đổi màu, ấn vào không thấy đau, lâu ngày mới thấy hơi đau. Khi bị vỡ mủ loãng như đờm hay nước đọng, lâu ngày không liền miệng giống như mạch lươn hoặc hang chuột nên gọi là thử lậu. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến các loại cây thuốc, các loại thảo dược trên hoặc có nhu cầu dùng theo đơn thuốc thì có thể liên hệ với Thuốc Nam Nguyễn Thi theo số điện thoại 0982 957 282 hoặc có thể truy cập vào website thuoclambichuyen.com. Hiện tại, cơ sở nhà thuốc Nguyễn Thi đang cung cấp tất cả các loại cây thuốc thảo dược quý có nguồn gốc từ vùng núi phía Bắc với chất lượng tốt, phơi khô và đóng gói cẩn thận, không bị ẩm mốc và có mùi thơm đặc trưng. Chuyển hàng toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.